Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày 5 tháng 6 năm 2023. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có cập bến ngập nhà những cái mặt hàng kg đẹp ạ. Rất là nhiều những cái dòng hàng lan thuần, những cái giò tác phẩm tuyệt vời với giá cực kỳ là rẻ. Cô chú anh chị có thể sưu tầm, sở hữu những cái giò lan đẹp nhất với giá rẻ nhất cho sân vườn của nhà mình ạ. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng mình phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Xem báo thì sẽ siêu bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện và nhắn tin theo số điện thoại mà bên em được cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1kg tiếp theo, cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1kg tiếp theo. Cước phí này thì được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở là gì em đang có nhé. Đầu tiên ạ, em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây giáng hương đuôi sắc rất là xinh đẹp, hàng lá xếp và hàng tươi giói ạ. Hàng vừa mới qua mùa hoa xong và đang rất là tươi đẹp như thế này sẽ là chuẩn bị cho một mùa rễ non, một mùa phát triển mới của giáng hương đuôi sắc đây ạ. Em bán giáng hương đuôi sắc với giá là 130.000 cho 1kg cô chú anh chị nhé. Sau bên này đây là một cái lô vanda rừng lá xếp rất là đẹp luôn đấy ạ. Vanda rừng hay là mỹ dung dạ hương đấy ạ. Hoa cực kỳ là thơm luôn nhé. Em bán cái lô vanda này với em gọi là lô số 1 với giá 50.000 và lô số 2 đấy ạ. Lô số 2 em cũng bán với giá 50.000, rất là nhiều cây. Và sang bên này đây thì em có cái dòng lan thanh đạm sữa với giá sẽ là 60.000 cho 1kg cái dòng thanh đạm sữa này. Và sang bên này đây thì em có cái dòng giáng hương quế tím ạ. Quế tím. Cô chú anh chị nhìn thấy những cây quế tím rất là xinh này. Cây rất là đều cô chú anh chị nhé. Không quá lớn mà cũng không quá nhỏ. Vừa tầm ghép rất là xinh luôn. Hàng thì cũng đã chọn lựa khá là kỹ luôn rồi. Và 1kg quế tím này em bán với giá là 300. À đâu, quế tím chỉ với giá có 150.000 cho 1kg thôi. Đấy, một giò quế tím vài ba cây thôi cũng cho cô chú anh chị những cái chùm hoa rất là tuyệt vời luôn. Nhìn cây nhỏ như vậy thôi nhưng khi ra hoa cần hoa của nó cũng rất là dài và đẹp đấy nhá cô chú anh chị. Và tiếp sang bên này đây thì em có một cái lô cái này là cái lô nhất điểm hoàng ạ. Nhất điểm hoàng. Bông hoa màu vàng, vàng hơi ngả vàng và cái họng cam rất là đẹp luôn. Cả lô này em bán là 40.000. Tiếp sang bên này đây, lái dòng lan hoàng thảo đơn cam. Hoàng thảo đơn cam mà trước đây rất là nhiều người từng nói là cái giấc mơ đơn cam. Một cái loại lan mà với sắc hoa cam lửa, lưỡi mang hình dáng những chiếc vi mạch rất là tuyệt vời và độc đáo luôn ạ. Hoàng thảo đơn cam này thì em xin phép được bán với giá là 600.000 cho 1kg. Thời điểm bây giờ cây đơn cam đang lên mầm như thế này này, đang vừa mới vô mùa hoa xong và cây cũng đang chuẩn bị lên mầm nên là cũng là đang là cái tầm ghép rất là đẹp luôn cô chú anh chị nhá. Và em sẽ bán từ 0,1kg luôn ạ. Đấy, nói là đơn cam ý thì là giá 600 cô chú anh chị thấy là nó đắt đúng ạ. Nhưng mà đây ạ, một lô 0,1kg cô chú anh chị sẽ được rất là nhiều như thế này cô chú anh chị nhá. Được rất là nhiều thoải mái cô chú anh chị ghép luôn rồi chỉ có 60.000 thôi. Hàng thuần thì đắt đỏ luôn hoặc là cô chú anh chị có thể lấy 90.000. Đó, một lô 90.000 thì cũng được khá là nhiều. Thoải mái cô chú anh chị ghép rồi em sẽ bán từ 0,1kg luôn. Và tiếp sang bên này đây thì em có một cái combo gồm có những cái cây hồ điệp ấn. Một cái kia những cái cây, một cái lô phần hồ điệp ấn mà rất là nhiều cây như thế này á. Cô chú anh chị có thể ghép được một cái giò hồ điệp ấn rất là đẹp tuyệt vời rồi đấy cô chú anh chị. Cái dòng này thì cần hoa rất là dài, bông hoa đẻ cũng có một cái đặc điểm rất là đặc sắc riêng. Em bán cái combo này có hồ điệp ấn này, rồi là hạc vĩ của vùng Cao Bằng nhé. Cái lô này em xin phép được bán với giá là 60.000 ạ. Bên này thì em có hai phần tóc tiên, phần này em gọi là phần số 1 này. Phần số 1 thì rất là nhiều luôn cô chú anh chị ạ. Và phần số 2 với giá 40.000 và phần số 1 thì với giá em bán là 70.000 cô chú anh chị nhé. Tiếp sang bên này đây thì em có cái phần hoàng thảo nghệ tâm hay còn có tên là thạch hồng duyên dáng. Cái dòng hoàng thảo nghệ tâm này cả một cái lô rất là nhiều như thế này. Hiện tại cây đang bắt đầu lên những cái mầm chồi tơ mới này. Nghệ tâm nhìn cây rối tinh rối mù như vậy thôi nhưng mà khi mà sổ hoa thì cực đẹp luôn. Đây chính là cái dòng mà mặt hoa của dòng hoàng thảo nghệ tâm này. Bông hoa quánh cái hoa tím hồng và cái họng vàng rất là đẹp luôn mà cây bé nhỏ nhưng mà khi mà ra hoa ấy, bông hoa không hề nhỏ một chút nào luôn cô chú anh chị nhá.
Một cái lô như thế này chắc chắn là cô chú anh chị có một cái giò lan xinh như vậy đấy ạ. Giờ em bán chỉ có 50.000 cho một lô thôi. Về nếu như cô chú anh chị trồng chậu có thể được ít nhất 2 chậu rồi. Sau bên này đây sẽ là những cây lan hài. Ở đây thì em có 2 cái lô hài ráp ạ. Mỗi một lô rất là nhiều như này cô chú anh chị này. Ít nhất cũng phải ghép được 3 giò. Thì em bán một cái lô hài ráp như vậy với giá chỉ có 45.000 thôi. Sau bên này đây là cái hài mốc hồng ạ. Một lô siêu nhiều luôn cô chú anh chị nhé. Một cái dòng lan hài mốc hồng, một cái loại lan mà có mặt bông phải nói là siêu đẹp. Vô cùng là xinh đẹp luôn, cây bé nhỏ nhưng mà khi mà sổ hoa bông hoa của nó phải to như là cái chén mắt trâu ấy cô chú anh chị ạ. Đó, đây là mặt bông của dòng lan hài mốc hồng, nó rất là đẹp như thế này cô chú anh chị nhá. Bên Trung Quốc thì người ta trồng phải nói là rất là thành công. Mà hàng năm thì cứ đến Tết là người ta lại bán sang bên Việt Nam mình những cây hài mà đã trồng thuần sẵn đang nụ và bán rất là đắt. Bên mình thì cái hàng thì rất là nhiều sẵn như thế này mà mình lại phải mua với hàng của bên Trung Quốc, cũng là một cái điều rất là đáng tiếc đúng không ạ. Thì cả một cái lô như vậy này gần cả 100 cây luôn cô chú anh chị ạ, giá chỉ có 45.000 cho một lô thôi nhé, 45.000 cho một lô thôi ạ. Cũng là dòng lan hài thì em còn có những cây lan hài hương. Trong ít những cái dòng lan hài mà vừa có hương thơm vừa bền và bông hoa rất là to. Hiện tại thì ở trên rừng gần như là đã đi vào cái giai đoạn là khan hiếm và gần như sắp chắc vài năm nữa là có khi em nghĩ rằng là nó tuyệt chủng ấy cô chú anh chị ạ. Cái dòng hài hương dễ thuần dễ chăm mọi vùng miền luôn, mà hoa thơm, bông hoa có thể to như cái bát con luôn. Thì ở đây em có một số hình hài hương, cô chú anh chị có thể lựa chọn những cái phần hài hương cho sân vườn của nhà mình ạ. Xin phép được giới thiệu từng hình đầu tiên đến cô chú anh chị nhé. Cái lô hài hương số hình hài hương số 32 đây ạ. Một cái dề rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Hàng lá ngắn và một dề mẹ con rất là đẹp như thế này. Với cả một cái cây chân tím xinh luôn. Thì cái hình hài hương này em xin phép được bán với giá là 200.000 nhá cô chú anh chị nhá. Rất là đẹp luôn ạ. Hình tiếp theo sẽ là hình 33. Một cái lô hài hương ở đây thì em có 1, này, 2, 3, 4, 5 và 6 cây hài hương. Đó, 6 cây hài hương này thì em xin phép được bán với giá là 180.000. 180.000 tức là mỗi một cây hài hương khá là to như thế này chỉ có giá là 30.000 thôi. Thì em nghĩ nó quá là rẻ luôn đúng không ạ. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 34. Thì hình 34 này em có một cái rề mẹ con hài hương này, thêm 3 cái rời này nữa. Thì cái hình này em bán là 200.000 ạ. Hình hài hương số 35, 3 cây hài hương này, 3 cây hài hương này thì em xin phép được bán với giá là 160.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 36 đây. Mỗi phần hài hương một cái rề mẹ con, một cái phần hài hương gồm 3 cây rất là to đẹp ở đây ạ. Thì cái hình hài hương này em bán với giá là 200.000 nhé cô chú anh chị. Sang hình tiếp theo sẽ là hình 37. Hình 37 này thì em cũng có 3 cây hài hương ở đây. 3 cây hài hương khá là 3 cây hài hương lớn trưởng thành ở đây ạ, to đẹp ở đây ạ. Có như cây chân tím này cô chú anh chị, như cây chân tím này nữa này. Trong cái lô này có cả 2 cây chân tím nữa. Cái hình này 37 này em cũng bán, em bán với giá là 210.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 38, là một cái rề hài hương mẹ con rất là đẹp luôn. Đấy, cái rề hài hương mẹ con này này em bán với giá là 150.000 cô chú anh chị nhé. 150.000 cho cái rề hài hương 38 này. Và hình tiếp theo sẽ là hình 39. Thì đây cũng là một cái rề này, một rề mẹ con, một rề mẹ con lá ngắn nhé. Thêm với cả thêm rề này cũng là một cặp đôi nữa. Thì cái hình này em xin phép được bán với giá cũng là 180.000 cho hình này. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 40, một cái rề hài hương cực đẹp luôn như thế này ạ. Một cái rề hài hương rất là đẹp. Đấy, bản lá có cây lá có thể gần đạt đến cả trên 4 cm. Em bán cái rề này thì giá là 330.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 41, một cái phần hài hương có cây mẹ con này. Có 3 cây to trong đó có cả cây mẹ con nữa. Thì hình hài hương này em xin phép được bán với giá là 220.000 ạ. Sang bên này đây là những cái giò lan trầm rồng đỏ rất là đẹp luôn như thế này, thân mập nú luôn. Đó, hàng này thì là hàng mà 100% là trồng tự nhiên cô chú anh chị nhé. Dưới lưới tre chứ không phải hàng nhà kính, nên là đảm bảo một điều về nhà cô chú anh chị, cây sẽ phát triển vô cùng là khỏe và đẹp luôn. Một cái chậu lan như vậy em chỉ bán với giá có 130.000 thôi. Và cái hàng này ấy, thì là sẽ là dòng hoa nở Tết cô chú anh chị nhé. Cái dòng trầm rồng đỏ này là dòng hoa nở Tết. Dòng này thì đẹp nổi tiếng rồi, không phải nói đẹp. Hoa rất là to và cực kỳ là sai bông. Với những cái thân thắt đốt ngắn như thế này, nên là khi mà sổ hoa ấy,
nhìn rất là sai bông, rất là đẹp luôn. Đấy, thì một cái chậu như thế này rơi vào ít nhất là một chậu là 4 thân, mà trước đây một thân thì vài 300 nghìn, hiện tại cả một cái giò như thế này chỉ với giá có 120 nghìn cho một giò. Tiếp sang bên này đây sẽ là dòng lan trầm trắng. Trầm rồng đỏ hay trầm trắng đều có những vẻ đẹp riêng. Trầm trắng một chậu cũng rơi trên 3 thân ạ. Trầm trắng thì với vẻ đẹp màu trắng, hoa trắng không tì vết, thơm rất là tuyệt vời luôn. Thì em bán một cái chậu trầm trắng này với giá là 120.000 cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây sẽ là những cái giò giả khao oai. Giả khao oai thì em sẽ có hai cái kích cỡ để cô chú anh chị mình lựa chọn. Cái chậu cái giả khao oai này cô chú anh chị nhìn thấy là cũng rơi từ 5 thân trở lên trong một giò đấy ạ. Đấy, chiều dài hiện tại cây đang đi ngọn rất là đẹp. Thân mập mạp, em bán cái chậu này với giá là 110.000. Và bên này sẽ là một những cái chậu giả khao oai. Cái chậu này thì nó sẽ ngắn hơn, cũng rất nhiều thân đẹp cô chú anh chị ạ. Những cái giò như thế này thì em xin phép được bán với giá là 90.000. Đấy, thì cùng là hoa oai, cùng là hoa nở Tết. Cái chậu bên này thì nó lớn hơn một chút xíu, em bán 110.000. Còn cái chậu này thì những cái thân nó cũng rất là nhiều nhưng nhỏ hơn một chút, thì em sẽ bán với giá chỉ có 90.000 thôi. Thì tùy cô chú anh chị mình lựa chọn nhé. Và sang bên này đây thì em có những cái cây lan quân tử cô chú anh chị ạ. Những cây lan quân tử rất là đáng sưu tầm ở đây ạ. Mới cây lan quân tử nhiều cặp lá và lá nhăn rất là đẹp như thế này, em bán một chậu chỉ có 70.000 thôi. Những cây lan quân tử này cô chú anh chị về có thể trồng trong phòng khách này, hay là bàn làm việc ạ, hay là trong phòng ngủ. Vừa tạo cái vẻ đẹp, tạo không gian xanh ạ. Ngoài ra nó có một cái tác dụng rất là tuyệt vời, đó là nó có thể giúp mình loại bỏ những chất khí độc hại ở trong không khí này, loại bỏ ngay cả những tia sóng từ điện thoại hay tivi cô chú anh chị nhé. Đem lại cái lợi ích rất là tuyệt vời như vậy đấy ạ. Có 70.000 thôi. Sau bên này đây sẽ là những cây lan hoàng tử áo trắng này cô chú anh chị, lá đẹp căng mỡ màng như thế này, 120.000 cho một giò. Sang bên này đây thì em có những bảng hạc vĩ thiên cung lữ bố ạ. Một bảng cực kỳ là nhiều thân đẹp như thế này, hạc vĩ thiên cung lữ bố nhé, chứ không phải là cái dòng hạc vĩ rừng đâu ạ. Thiên cung lữ bố thì hoa rất là đậm đà luôn ạ. Một cái bảng như vậy thì nó sẽ rơi vào ít nhất là 15 thân cô chú anh chị, nhìn qua cũng có thể thấy được ạ. Một bảng rất là nhiều thân cô chú anh chị nhé. Một bảng thiên cung lữ bố như vậy thì em chỉ bán với giá có 150.000 thôi. Cô chú anh chị cùng em ngắm cái vẻ đẹp của thiên cung lữ bố. Hoa của nó sẽ là tím hồng rất là đẹp như thế này cô chú anh chị nhé. Với một cái giò lan, với một cái giò lan hạt, một bảng hạt vĩ như thế này, thì em nghĩ rằng đến mùa hoa cô chú anh chị sẽ có một ngay một cái giò lan, một suối hoa thiên cung. Tác phẩm rất là đẹp để cô chú anh chị mình thưởng thức đấy ạ. Khẳng định luôn. Đấy, thân rất là nhiều và sai một cái giò như thế này. Giá là 150.000. Và bên này đây sẽ là những cái tác phẩm tuyệt vời, những cái giò lan năm cánh trắng họng hồng cô chú anh chị nhé. Năm cánh trắng họng hồng, hàng này cũng sẽ là nở hoa Tết, và những cái dòng này ấy thì hoa bao giờ cũng rất là sai. Nở từ những cái thân mắt rất là sát gốc trở lên, và hiện tại hàng cô chú anh chị thấy là nó đang đi ngọn rất là đẹp như thế này. Và em nghĩ rằng đến khi cuối năm, khi mà nó thắt ngọn để mà chuẩn bị rừng và chuẩn bị cho hoa ấy, nó phải dài tầm 70-80 cm trong một thân. Cả một cái giò như thế này em bán với giá chỉ có 190.000 thôi. Cô chú anh chị thấy là nó quá là rẻ, quá là rẻ sau này cho cái vẻ đẹp của nó. Và em nghĩ rằng á, những cái giò này khi mà nó đến khi mà tầm nở hoa, giá của nó không dưới 1 triệu luôn cô chú anh chị ạ. Một cái giò hơn chục thân, năm cánh trắng họng hồng, trước đây mỗi một thân mài vài trăm nghìn, thì hiện tại một giò như vậy chỉ có 190.000, hàng chuẩn mặt bông cây giống của chú anh chị nhé. Và tiếp sang bên này đây là những cây lan vũ nữ đẹp và đáng sưu tầm nhất. Hiện tại cây đang nụ để cô chú anh chị ai mà muốn thưởng thức hoa luôn thì có thể về được thưởng thức hoa luôn này. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái giò lan. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Cái mặt bông đầu tiên em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái cây lan vũ nữ sô-cô-la baby cô chú anh chị nhé. Với giả hành to như cái cổ tay luôn. Và chỉ cần một cần hoa thôi cũng đã thơm đặc sắc luôn rồi cô chú anh chị ạ. Thơm đẹp rồi. Cái cần hoa của nó sẽ vươn cao khoảng tầm cả 1 mét, dài cả 1 mét. Đây cô chú anh chị này. Và bắt đầu sau đó là nó sẽ phân rất là nhiều nhánh, từ gốc trở lên phân rất là nhiều nhánh, nên là một cần hoa thôi cũng đẹp tuyệt vời rồi ạ. Thì một cái giò như thế này em xin phép được bán là 180.000. Đó, chậu thì với những rất là nhiều giả hành, và giả hành nào cũng cực kỳ là bự và đẹp như thế này cô chú anh chị nhé. Đó, với giá là 180.000 cho một giò. Còn sang bên này đây cô chú anh chị có thể cùng em ngắm, đây sẽ là những cái chậu lan vũ nữ hoàng hậu xanh.
Vũ nữ hoàng hậu xanh một chậu cũng rất là nhiều thân, nhiều thân đã trưởng thành và có thể cho hoa luôn. Cái dòng vũ nữ hoàng hậu xanh thì cần hoa của nó to bự và khi mà nó nở hoa cũng dài cả mét và thoải mái cô chú anh chị có thể uốn tạo dáng của dáng nó theo sở thích của mình luôn đấy ạ. Vũ nữ hoàng hậu xanh này em bán với giá là 140.000 cho một giò, cực sum xuê và to như vậy. Sang bên này đây sẽ là dòng vũ nữ mèo cam hay còn gọi là dòng vũ nữ cam lửa đấy ạ. Hiện tại cây vũ nữ mèo cam này cũng đang có những cây cho nụ này. Dài như vậy cũng có những cây thì đang bắt đầu là cho nụ ở ngách lá thôi cô chú anh chị ạ. Đó, cũng đây này. Cũng có những giò mà nó chưa có nụ hoa. Đó, nói chung cái dòng này thì nó cho mình hoa quanh năm ạ. Cô chú anh chị yên tâm cho em. Dòng vũ nữ mèo cam hoa rất là độc sắc và đẹp này em bán cũng với giá 180.000 nhá. Sau bên này đây sẽ là dòng lan ngọc nữ, chậu cũng rất nhiều giả hành. Hiện tại cái dòng ngọc nữ này thì cũng đang có những giò nó đang cho nụ như thế này rồi. Đó, hoa của cái dòng ngọc nữ này ấy, như một giả hành nó có thể cho hai cái vỏ bông như thế này cơ cô chú anh chị ạ. Một cái giò ngọc nữ rất nhiều giả hành đẹp như vậy. Đẹp cô chú anh chị này, đang rất là nhiều thân cho nhiều giò cho nụ luôn rồi ạ. Em bán một giò như vậy cũng với giá là 180.000 dòng ngọc nữ nhá. Và đây thì em đang có những cái giò lan trầm rừng lên mầm chi chít như thế này này cô chú anh chị này. Hàng cây giống thì quá là tuyệt vời luôn. Mấy giò trầm rừng phi 16 nhiều mầm gốc đẹp như thế này, em bán xả lỗ sấp mặt luôn là 130.000 cho một giò này cô chú anh chị. Về trồng chăm sóc đến sang năm cô chú anh chị làm giống cô chú anh chị nhá. Để thưởng thức hoa cho năm sau đấy ạ. Sang bên này đây thì em có rất là nhiều những dòng hàng lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình ở đây rồi để cô chú anh chị mình có thể lựa chọn những cái phần lan ưng ý nhất nhé. Xin phép được giới thiệu từng hình một đến cô chú anh chị ạ. Cái mặt hàng đầu tiên em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái hình quế lan hương. Những cái hình quế trắng tháng 8 và hiện tại đang vào tháng 6 rồi. Chắc chắn là trong khoảng tầm 1 tháng đổ lại nữa là cây sẽ bắt đầu cho nụ rồi cô chú anh chị nhé. Đây ạ, một nhánh quế nhỏ thôi cũng sẽ cho cô chú anh chị một giò lan quế thơm ngát và vô cùng xinh đẹp ở sân vườn cô chú anh chị nhé. Thì cô chú anh chị nhìn ở đây một cái nhánh quế rất là nhỏ thôi ạ, nhưng mà nở cho chùm hoa cũng sẽ cực kỳ là thơm và đẹp như thế này rồi. Thì ở đây em có ba cái hình và ba cái ngọn quế này, ba cái ngọn quế này rất là đẹp luôn như vậy đấy ạ. Em bán cả hình này với giá chỉ có 180.000 thôi cô chú anh chị nhé. Ba ngọn quế xếp xinh này ạ. Hình tiếp theo sẽ là ba ngọn quế xếp đứng thẳng tắp và cực kỳ là đẹp luôn. Hình quế này em gọi là cái hình quế số 2, nó quá là xinh đẹp như thế này ạ. Bản là to lắng, tít rất là đẹp luôn như thế này. Cái ngọn hình quế số 2 này em xin phép được bán với giá là 260.000 cô chú anh chị nhé. Rất là đẹp luôn. Hình tiếp theo sẽ là cái hình quế số 3. Hình quế số 3 là hai ngọn quế to đùng luôn ạ. Sau này mỗi cần hoa chắc cũng phải dài ít nhất 50cm luôn cô chú anh chị ạ. Rất là đẹp như thế này. Hai ngọn quế này em xin phép được bán với giá là 320.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 4 này. Hình số 4 em có một cái rễ quế mẹ con, một mẹ ba con rất là đẹp luôn, bản là to ngắn này cô chú anh chị, thêm một cái ngọn quế bên này nữa. Đó, đây ạ. Chỗ này thì về cô chú anh chị làm một cái trụ quá đẹp ạ. Hoặc là trồng chậu cũng được nhé cô chú anh chị nhé. Hình này em xin phép được bán cả hình quế này với giá chỉ có 220.000 thôi cô chú anh chị ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 5, là ba ngọn quế xếp rụt rất là đẹp, thẳng tắp luôn như thế này này. Đấy. Quế thì rất là dễ sống, dễ chăm luôn cô chú anh chị ạ. Ba ngọn quế là xếp rất là đẹp như vậy, bán với giá là 180.000 cô chú anh chị nhé. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 6 ạ. Cái hình số 6 này cũng là ba ngọn quế quá xinh luôn ạ. Ba ngọn quế xếp thẳng tắp và rụt đẹp như vậy em bán 200.000. Và sang hình tiếp theo hình 7, em bán cái hình này với 4 ngọn quế luôn ạ. 4 ngọn quế này xin phép bán 200.000. Về cô chú anh chị trồng trụ hay là ghép chậu đều quá đẹp luôn. Hình 8 đây ạ. Hình 8 cũng là ba ngọn quế rất là đẹp ở đây này cô chú anh chị này. Bản lá to ngắn xếp rụt ba ngọn quế đẹp như thế này ạ. Em bán ba ngọn quế này với giá là 250.000 nhé. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 9, là ba ngọn quế cực kỳ là đẹp luôn. Em nghĩ rằng nhiều nơi khác chắc người ta bán phải vài trăm nghìn cho một ngọn. Thì ở đây cả một cái lô quế như thế này, người ta em xin phép được bán cả hình này với giá chỉ có 360.000 thôi cô chú anh chị nhé. Là ba ngọn quế cực đẹp luôn. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 10. Hình số 10 là một cái hình quế, một rễ quế mẹ con này, một mẹ với hai con. Đấy, bản lá rất là to, ngắn, đẹp, mỡ màng đẹp như thế này cô chú anh chị ạ, chất lá cực đẹp luôn. Thêm một ngọn quế rời bên kia nữa thì cả cái hình quế này xin phép em bán là 180.000. Và sang hình tiếp theo
là hình 11 ạ. Hình 11 là ba ngọn quế rất là to ở đây này cô chú anh chị này. Ba ngọn quế cực xếp to và rất là đẹp như vậy. Hình 11 này em xin phép được bán với giá là 250.000 nhá. Và hình tiếp theo là hình 12. Hình 12 cũng là ba ngọn quế đẹp, xếp đẹp như thế này. Hình này em bán với giá là 220.000 ạ. Quá rẻ, đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 13. Hình số 13 cả một cái lô quế như thế này em bán có hàng không có gãy ngọn luôn cô chú anh chị nhá. Em bán cả hình này với giá chỉ 120.000 ạ. Và sang hình số 14 này. Hình 14 em bán có 120.000. 120.000 cho hình quế ba ngọn xếp xinh này ạ. Và hình tiếp theo là hình số 15. Hình số 15 này em bán với giá một cái lô quế rất nhiều ngọn như thế này, em bán hình này với giá 110.000. Và hình tiếp theo sẽ là cái hình số 16, cả cái lô quế này này, em bán 120.000 cho cả lô quế này, 5 đầu ngọn nhé. Đây thì em còn có những cái hình quế nguyên bản. Có hai cái giò quế lan hương hàng nguyên bản này cô chú anh chị này. Cái giò này thì có khá là nhiều cặp lá xinh như vậy này, em bán có 150.000 thôi, quế nhá cô chú anh chị nhá, quế lan hương đi ạ. Đó, bình thường thì em thấy là người ta bán những cái giò quế nguyên bản cực kỳ là đắt đỏ. 150.000 thì cô chú anh chị sở hữu một cái giò quế lan hương nguyên bản này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 18. Đây cũng là một cái giò quế nguyên bản này. Đó, một cái giò quế mà hàng lá xếp có 3 ngọn. Lớn nhỏ, dài ngắn này, em bán hình này cũng với giá 150.000. Sang bên này đây thì em có cái hình số 19 là một cái giò dáng hương đuôi cáo xinh ở đây. Nó có 3 ngọn mà trong đó là có hai cây đang có hoa và hàng lá xếp. Đó, cây mà tương lai có thể chăm sóc cây không bỏ lá chân rất là đẹp như thế này. Em bán cái hình cáo này với giá sẽ là 160.000 cô chú anh chị nhé, cho hình hai ngọn cáo này ạ. Đây hình 19 này ạ, hình tiếp theo hình 20. Mỗi giò mà có đến 6 ngọn cáo luôn ạ. Ở trong đó đang có hai cái cần hoa, một cái bông đang he hé nở. Và cái hình dáng hương đuôi cáo này thì về cô chú anh chị thưởng thức hoa cũng như làm giống này, em bán cái hình này với giá chỉ có bao nhiêu ạ? 230.000 thôi cô chú anh chị nhé, 230.000 thôi ạ. Và sang hình tiếp theo là hình số 21 ạ. 21, 2, 4, 6, 7 cái cáo, một cái giò 7 cái cáo lá xếp luôn đấy ạ. Đó, 7 cái lá cáo lá xếp và cũng đang có một cái vòi bông ở đây cô chú anh chị nhé. Hình này em xin phép được bán với giá là 230.000 cho chậu cáo này nhỏ mà có vỏ. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 22. Thì hình này có 3 ngọn cáo này cô chú anh chị này, cũng đang có hai cái vòi nụ. Một cái vòi thì đang sổ hoa, sắc hoa tím hồng phớt xinh đẹp này, thơm nhẹ nhàng tuyệt vời luôn ở đây rồi. Hình này em xin phép được bán với giá là 200.000 ạ. Và tiếp theo bên này đây là hình số 23. Mỗi chậu dáng hương đuôi cáo này có 5 ngọn cáo này cô chú anh chị. 5 ngọn cáo lá xếp đẹp như vậy đấy ạ. Và cái hình này em xin phép được bán với giá sẽ là 240.000 cho cả chậu cáo này cô chú anh chị nhé. Bên này thì em có một cái lô kiều tím miền Trung, hình 24, một cái phần kiều tím miền Trung rất là đẹp ở đây. Hàng côn lùn ngắn tuyệt vời luôn cái lô này. Về cô chú anh chị là một cái giò bự chảng luôn ạ. Em bán với giá là 160.000. Là hình số 24, hình 25 này. Là những cái cây dài, kiều tím dài hơn. Đó, đẹp như vậy. Giá em bán là 180.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình 26. Lô này em bán với giá chỉ có 120.000 thôi, sở hữu ngay một giò kiều tím cô chú anh chị nhé. Và hình 27 ạ, một cái phần gồm có hai cây châu Thái. Cây này thì có lỗi lá ở đây cô chú anh chị thích thì để, mà không thì cắt đi nó cũng không sao nhé cô chú anh chị. Có 50.000 thôi ạ. Vừa bán vừa tặng luôn cho cô chú anh chị về trồng này. Đấy, cây này thì rất là đẹp luôn rồi. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 28, một cái lô gồm có 2 3 này, 4 5 6 7 cây. 7 cây lai châu này em bán 70.000 này. Và hình 29 là một cái hình thập hoa. Một cái rề thập hoa với cả một ít hàng rời, một cái rề thập hoa to với một ít hàng rời đây. Cả hình này em bán với giá là 80.000 này. Và hình tiếp theo là hình số 30, cũng là một cái hình thập hoa gồm có 2 rề, 3 rề rất là đẹp, 70.000 ạ. Và hình tiếp theo 31, chỗ này có 2 rề to thập hoa như vậy với giá chỉ có 90.000 thôi ạ. Sau bên này đây thì em có cái giò hình 47 là một cái hình phi điệp vàng, một cái giò phi điệp vàng ở đây cô chú anh chị nhìn cho em này. Một cái giò phi điệp vàng rất là đẹp. Hàng đang bắt đầu là thắt ngọn rồi này cô chú anh chị nè.
Một trong ít những cái dòng lan sẽ nở vào tháng 8 đấy ạ. Giò phi điệp vàng này em bán là 140.000. Và giò 46 cũng là giò phi điệp vàng đấy ạ. Rất là sung xuê luôn nhá cô chú anh chị nhá. Cái giò phi điệp vàng rất là sung xuê luôn cô chú anh chị này, cực kỳ là dễ sống dễ chăm. Ngắm lóa thôi cũng đẹp. Em bán cái giò này với giá là 150.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 45. Cái giò phi điệp vàng hình 45 này. Đó, cô chú anh chị nhìn cho em này. Rất là nhiều thân to đùng và đẹp như thế này. Giò số 45 này em cũng xin phép được bán với giá là 150.000. Và một cái giò dáng hương tam bảo sắc 44. Khá là nhiều cây, hiện tại đang có một cây có hoa này. Cái giò này em bán với giá là 100.000 cô chú anh chị nhé. Dáng hương tam bảo sắc. Và bên này thì em có hai cái chậu điệp tím của vùng Cao Bằng. Hai cái một cái chậu này đang có hai cây điệp tím vùng Cao Bằng đang đi ngọn và đang nụ rất là khỏe luôn ở đây. Hàng nhà em trồng cô chú anh chị nhé. Chậu này em xin phép được bán với giá sẽ là 130.000 cho chậu phi điệp tím của vùng Cao Bằng này. Và hình tiếp theo sẽ là cái chậu điệp tím số 2 này. 120.000 cho cái chậu điệp tím số 2 này, cũng là đang hai mầm lá mít này cô chú anh chị này, lá chân mít đồng xu đẹp luôn. Có cây này. Đấy, cái đây này, lá đẹp rất là đẹp luôn đấy cô chú anh chị. Những cái lá chân mít đồng xu cực đẹp luôn ạ. Cái giò này giò số 1. Giò số 1 bán 130 rồi, thôi em báo thôi. Giò tiếp theo bán 120 đi ạ. Và bên này đây là những chậu lan cát Laia, dòng lan cát mini, nói là mini thôi nhưng cô chú anh chị nhìn thấy một chậu rất là sung xuê, hàng cho hoa canh năm ạ. Với sắc hoa màu vàng cam đỏ rất là đẹp luôn, 90.000 cho một chậu. Còn bên này đây thì em có những cái giò lan là vũ nữ. Đây sẽ là những cây lan vũ nữ lava. Bông hoa đỏ thắm luôn, mà cánh hoa cong vút mỏng manh nhưng mà siêu bền hoa luôn cô chú anh chị ạ. Siêu bền hoa so với sự mỏng manh của nó. Với chậu vũ nữ lava như vậy em bán là 100.000. Và bên này thì em có những cái giò 5 cánh trắng hiển oanh cô chú anh chị nhé. Hàng này là hàng chuẩn mặt bông cây giống cho cô chú anh chị mình đấy ạ. Đang lên mầm gốc rất là đẹp này cô chú anh chị này. Và trên thân cũng đang bắt đầu rất nhiều kỳ. Một cái loại lan mặt bông thì quá tuyệt vời. Trước đây đã từng làm mưa làm gió với mỗi một thân, mỗi một sen ấy ạ. Với mỗi một sen gần cả chục triệu. Thì hiện tại một cái chậu 5 cánh trắng hiển oanh đẹp như thế này, dài từ 80 cho đến 60 cho đến 1 mét luôn, mà đang mầm gốc đang kỳ. Về thoải mái cô chú anh chị nhân giống đẹp như vậy có 120.000 thôi. Hàng chuẩn mặt bông cây giống cô chú anh chị nhé. Bên này sẽ là một cái tác phẩm cáo vô cùng tuyệt vời ạ. Tổng sẽ là 10 nụ hay là 15 nụ, 12 nụ, 11 nụ gì đó. Với tác phẩm dáng hương đuôi cáo đang rất là nhiều nụ và cây to đẹp như thế này ạ. Với giá em xin phép bán là, hàng này là hàng nhà em tự trồng cô chú anh chị nhé. Dân hôm nay người ta đến đây người ta bán hàng thì người ta nói rằng là cái giò này á, là giá mà họ bán là họ phải, nếu như họ bán là họ phải bán tầm cả 1 triệu. Thì ở đây cái giò dáng hương nuôi cáo này em sẽ giao lưu cùng cô chú anh chị là 750.000. Em khẳng định luôn là nếu như hàng nhập ở dân ấy mà để em bán lại ấy, thì chắc chắn là không bao giờ có cái giá đấy cho một cái giò cáo nó rất là đẹp như thế này cô chú anh chị nhé. Một cái giò cáo quá đẹp như thế này này cô chú anh chị này. Giá chỉ có 750.000, cô chú anh chị nào lấy cái giò cáo này thì vui lòng cọc trước cho em ạ. Cọc trước cho em là 300.000 cô chú anh chị nhé. Còn bên này sẽ là cái giò dáng hương đuôi cáo chuẩn xịn đột biến dòng hoa trắng cho cô chú anh chị nào mà muốn sưu tầm. Mặt bông cáo đột biến trắng, một cái dòng lan mà rất là hiếm hoi. Giá thì cô chú anh chị có thể gọi điện để thương lượng và em sẽ quay trực tiếp cây cho cô chú anh chị. Nhưng chắc chắn là không dưới 10 triệu cho chậu dáng hương đuôi cáo này. Đó, em khẳng định là không dưới 10 triệu cô chú anh chị nhé. Bên này thì em có rất là nhiều những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan. Vỏ thông đủ size 1, 2, 3, 4, vỏ thông vụn đồng giá 20.000 cho 1 kg. Rêu rừng 50.000 cho 1 kg. Duy xanh 50.000 và duy đỏ sẽ là 60.000 nhé. Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp ạ. Atonic 12.000 cho một gói. Dưỡng chất AB siêu kích mầm thần thánh 85.000 cho một lọ. B1 Thái với giá 40.000 cho một lọ. B12 giải độc cho cây với giá 30.000 cho một lọ. Liền da Mỹ Tiến 40.000 và liền da sẹo đen sẽ là 50.000. Siêu da dễ N3M với giá 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón lá đồng giá sẽ là 35.000 cho một lọ. Các tan đặc trị thối nhũn 40.000 cho một lọ.
Kinkinbun cũng là dòng đặc trị thú nhũn, 25.000 cho một gói. Shichodema phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 một túi. Dây buộc lan chiều dài 100m rau cắt kèm theo 35.000 cho một cuộn. Phân bón chuồn quế nguyên chất dòng cao cấp 35.000 cho một túi 1kg. Đặc biệt sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ dịch chuối, phân trâu, đỗ tương đã ủ men vi sinh ủ kháng nấm trong một trên 2 tháng. Sản phẩm này em bán với giá 35.000, một cái sản phẩm phải nói là cực kỳ hoàn hảo. Bởi ngoài phân trâu thì nó còn có cả dịch chuối và đỗ tương nữa, nên là nó cung cấp giá trị dinh dưỡng tối ưu, mà đặc biệt là cực kỳ là lành tính của chính chị ạ. Thoải mái bón hay trộn với cả giá thể mà không sợ đen đâu dễ luôn. Cái này thì em vẫn có cái sản phẩm là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng, 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng ạ. Có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt, một giọ như vậy em bán là 40.000 ạ. Có rất là nhiều những tác dụng dược liệu tuyệt vời luôn cô chú anh chị nhá, như là diệt khuẩn, làm sạch không khí. Mùi hương của nó có thể giúp cho cô chú anh chị có cảm giác thư giãn an thần mà giảm đau vô cùng là hiệu quả. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có ạ. Và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Em xin phép được và dừng clip ở đây.